Hé hé lôi e rất vui được gặp lại mọi người hôm nay video này mình sẽ làm về mẹo chơi gai kingdom lên level cực nhanh có thể bạn chưa biết mẹo chơi gai kingdom ngay trong bài viết bên dưới giúp bạn chơi game không mất phí nhưng vẫn có cơ hội chiến thắng với những người chơi nạp tiền khác. Đây là một tựa game chiến thuật với công nghệ đồ họa đẹp mắt cùng nhiều tính năng hấp dẫn. Tham khảo ngay các mẹo chơi gai kingdom hiệu quả nhất bên dưới để có những trải nghiệm thú vị với tựa game này nhé. Mẹo chơi Rise of Kingdom lên level nhanh. Rise of Kingdom là game chiến thuật, do đó để trở thành người chơi cao cấp trong game, bạn cần cập nhật những mẹo sau. Thay đổi vương quốc, cách này tạo ra lợi thế so với những người chơi khác. Hãy xây dựng tòa thị chính cũng như các tòa nhà khác lên level 7. Sau đó hệ thống sẽ tặng cho người mới một thẻ dịch chuyển, hãy dùng thẻ này để chuyển sang vương quốc mới. Khi ấy bạn sẽ gặp người chơi level 1 hay trong khi bạn đã lên level 7. Sử dụng đá quý hiệu quả vì bạn hoàn toàn không nạp tiền khi chơi game nên việc này rất quan trọng. Khi mới bắt đầu hãy nâng cấp tài khoản lên VIP để được nhận nhiều loại bắp quan trọng và mua được các vật phẩm tốt trong cửa hàng. Bên cạnh đó bạn nên mở khóa vĩnh viễn thợ xây dựng thứ hai để không tốn đá quý sau này, sử dụng vật phẩm tăng tốc hiệu quả. Trước khi dùng tăng tốc, bạn cần tận dụng hết tất cả sự giúp đỡ của bạn bè trong liên minh. Bạn có thể vào liên minh, sau đó nhấn trợ giúp để kiểm tra việc này. Những điều nên tránh khi chiến game bên cạnh các mẹo chơi Riot Kingdom để lên level nhanh, bạn cần tránh những điều bên dưới để phát triển nhanh cũng như nâng cao cơ hội chiến thắng nhất có thể nhé, tránh nâng cấp cho quá nhiều chỉ huy, thực tế cho thấy nhiều chỉ huy có level cao không thể sánh bằng so với việc chỉ có một chỉ huy nhưng được tối đa hóa cấp độ mặc dù việc nâng cấp chỉ huy lên mức tối đa tốn nhiều thời gian và tài nguyên nhưng bạn có thể tận dụng được rất nhiều điểm tài năng chỉ huy cung cấp tự tạo liên minh khi mới chơi game khi bạn là người mới và tự tạo liên minh cho riêng mình bạn sẽ không có lãnh thổ công nghệ thành viên bên cạnh đó khi bạn đặt pháo đài của mình gần liên minh khác sẽ trở thành mục tiêu tấn công do đó nếu là người mới tốt nhất nên tham gia vào một liên minh đã có danh tiếng đóng góp cho liên minh ngay khi có thông báo vào đầu ngày hệ thống game sẽ tự động cập nhật những người chơi có nhiều đóng góp nhất và tặng quà cho họ do đó khi nhận được thông báo bạn không nên đóng góp liền Thay vào đó hãy tích lũy số lần đóng góp khoảng 20 và thực hiện trong một lần để có cơ hội nhận thưởng cao, xây dựng cây tài năng một cách ngẫu nhiên. Việc này khiến bạn lãng phí rất nhiều đá quý nhưng lại không nhận được chút lợi ích nào. Do đó hãy xem cách xây dựng đầy đủ cây tài năng cho từng chỉ huy trước khi thực hiện bạn nhé. Bỏ túi lời khuyên hữu ích khi chơi game. Không nên chiến đấu khi mới chơi game, chiến đấu sẽ làm chậm quá trình phát triển của bạn thay vào đó khi mới chơi game bạn nên tập trung vào việc xây dựng quân đội của mình tham gia vào một liên minh tốt việc tham gia vào liên minh mang đến cho bạn nhiều đá quý và sự giúp đỡ từ phía đồng đội giúp đẩy nhanh việc phát triển sử dụng trinh sát có hiệu quả bản đồ trong rai kinh kingdom luôn chìm trong sương mù do đó hãy tận dụng cả trinh sát của bạn và trinh sát của kẻ thù để dọn dẹp sương mù trước khi khởi động trận chiến nhé of Kingdom là một trong những tựa game chiến thuật thu hút nhiều lượt quan tâm nhất của người dùng trong thời gian gần đây. Hãy áp dụng ngay mẹo chơi of Kingdom cũng như những cách chơi of Kingdom hiệu quả nhất trong bài viết trên để nâng cao level và nâng cao cơ hội chiến thắng nhé. Vừa rồi là những mẹo và kinh nghiệm lên lễ vờ nhanh ảnh em thấy hay hãy cho mình một like versus subscribe và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!